Chào bà con nhé, anh em tưởng hết lăng xê rồi nhưng mà lục lại đồ thì vẫn còn 10 bộ lăng xê anh em nhé. Còn đúng 10 bộ lăng xê này thì nó sẽ hết hết cái đợt lăng xê này thì mình sẽ nhập cái lăng nhập và làm tiếp anh em nhé. Anh em nào còn 10 bộ anh em nào lấy được tất thì tốt. Có anh em nào lấy thì để lại số điện thoại mình gọi. Hôm trước có bạn nào dưới Hà Đông ấy gọi nhưng mà mình bảo hết rồi bởi vì mình không mình kiểm tra cái túi đồ ấy không kỹ. Nói móc ra thì nó lẫn ở trong cái đồ khác thì nó vẫn còn 10 bộ lăng xê anh em ạ. Đó. Lăng xê của mình 50.000 một bộ anh em nhé. Đắt nhất Việt Nam luôn. Đó. Lăng xê mình đắt nhất Việt Nam luôn. Kèm theo mồi câu thử này rồi hướng dẫn trộn mồi. Rồi xốp câu ok anh em. Thì hết cái 10 bộ này thì mình đặt nhập hàng rồi nhưng mà hàng nó chưa về đến nơi. Khi nào mà nhập được về có hàng thì mình lại để mình tiếp tục làm đợt mới thì mình lại thông báo với anh em sau. Thì lúc đấy mình thông báo trên kênh anh em nhé. Hiện tại có đúng 10 bộ lăng xê anh em nhé. Mình tưởng là hết cách đây 4 hôm rồi cơ. Hôm nay lục lại hết đồ xem còn những cái gì và thiếu những cái gì để mình nhập. Thì thấy vẫn còn 10 bộ. Tròn 10 bộ luôn. 2, 4, 6, 8, 10 bộ. Ok anh em. Anh em nào lấy để lại số điện thoại cho mình. Họ tên địa chỉ cũng được. Không thì số điện thoại để mình gọi. Ok anh em. Khi mình gửi năng C thì sẽ có mồi câu thử và hướng dẫn trộn mồi câu cụ thể luôn. Anh em lấy để lại số điện thoại nha anh em nha. 10 bộ. Ok.